Xin chào các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với sân bóng Bình Minh để đón xem lượt trận thứ hai của lượt trận cuối cùng vòng đấu bảng giải bóng đá hạng nhì tranh cúp TH Media. Đây sẽ là cuộc quyết đấu giữa Club Ecobus và FC Phèn Thính Giả. Một màu khói xanh quen thuộc như màu áo của Club Ecobus, một đội bóng mà luôn có những hình ảnh rất đẹp trong các trận đấu của họ. Club Ecobus luôn là đội bóng mà có được những hình ảnh tuyệt vời trong trước mỗi trận đấu của đội bóng này. Đây là một trận đấu mà Phèn Thính Giả chỉ cần một trận hòa sẽ giành vé đi tiếp vào vòng đấu tứ kết. Còn với Club Ecobus, họ cần phải thắng ngày hôm nay. Trận đấu còn lại của bảng đấu này thì đang diễn ra cùng giờ. Đó là trận đấu giữa Joker và Thành Tuấn. Rất nguy hiểm. Hùng Milan. Đạt hit. Và xử lý tương đối mạo hiểm của Đạt hit. Cú đá quá nhẹ. Đạt hit rất nguy hiểm. Kim Quế rất nguy hiểm. Kim Quế không vào. Dũng người Cobos sẽ là người thực hiện quả đá biên. Đánh đầu. Cú đánh đầu ra ngoài. Dũng người Cobos. Hoàng Thái gì đó. Cú đá rất xa. Thành Đền. Hùng Milan. Thảo Dinh. Khá nguy hiểm. Cơi. Không vào. Thảo Dinh sẽ là người đá phạt góc. Thảo Dinh. Dứt điểm. Dũng Ecobus. Và đúng lúc này thì trọng tài đã nổi còi để khép lại hiệp đấu đầu tiên. Hiệp đấu tương đối buồn. Và hiệp 2 thì chắc chắn là Club Ecobus sẽ phải là đội bóng đẩy lên để đá tấn công. Họ đang cần. Lâm Drogba. Vẫn là Lâm Drogba. Không được. Hùng Milan. Rất nguy hiểm cơ ơi. Không vào. Thành Đen. Và đá bóng an toàn của Đạt Hít. Dứt điểm không vào. Vào sân là Hàn Vinh. Hàn Vinh. Và chạm bóng đầu tiên. Và đưa bóng về hơi non của Hàn Vinh. Và đá bóng an toàn của Đạt Hít. Lâm Drogba. Quay trở khá khéo. Vẫn Lâm Drogba. Không được. Cánh fan girl thì vẫn đang đội mưa. Và cổ vũ rất nhiệt tình dành cho Club Ecobus. Vẫn không được. Phòng ngựa vàng vẫn đã rất chắc chắn và kín kẽ. Cú sút xa khá nguy hiểm. Kim Quế. Và che chắn tốt của Hùng Milan rất kinh nghiệm. Lâm Drogba, 3 đánh 3. Đường chuyền sang cơ hội. Cơ hội tuyệt vời nhưng anh Quế lại đá ra ngoài. Đây là cơ hội tuyệt vời nhất từ đầu trận đến giờ của Club Ecobus. Đường chuyền rất thuận lợi của Lâm Drogba dành cho anh Quế. Khá nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Không vào. Kim Quế. Không vào. Tùng Mario là người vào sân. Bên phía Club Ecobus. Đánh đâu. Không được. Đây đang là phút bù giờ đầu tiên. Thành Đen. Rất nguy hiểm. Bóng đá chạm sang ngang. Kim Quế dứt điểm. Thành Tuấn. Dứt điểm.
Cú đá của Hàn Vinh, phạt góc dành cho Club Ecobus. Quả đá biên dành cho Club Ecobus. Có thể dứt điểm. Đá rất nguy hiểm. Thành Tuấn vẫn không được, vẫn còn. Có lẽ là hết với Club Ecobus. Và trọng tài đã nổi còi để khép lại trận đấu giữa Club Ecobus và Fretinga. Kết quả hòa 0-0 là kết quả đủ giúp cho Fretinga là đội bóng giành vé đi tiếp tại bảng đấu này. Còn Club Ecobus dù đã rất cố gắng nhưng họ vẫn phải chia tay với giải đấu.